Ta làm gì anh Kiệt? Đó. À, để là... vô cho nó lạnh lạnh cho Nhi uống ha. Ờ. Vừa không? Ồ ồ ồ. Ồ. Cảm ơn chồng yêu. Ồ. Đem ra đây em nợ anh cho anh. Có mua bạc cục đá. Làm mất thì do chị Lily thôi. Mình không có biết gì chị Lily hết trơn mà chị Lily cứ cà khịa mình hoài. Nói chung ra cha mẹ giàu sang thì con nó thoải mái. Cha mẹ mà nghèo khó thì con nó cơ hàng vậy thôi. Ủa cái đó là giống như chị đang trách vậy. Cái này là chị lặt cái này là làm gì chị? Cái này là chỉ có mình chị làm hay là anh Kiệt có làm không? Có không đi mò nữa. Hôm nay tình hình trên mạng rồi sao chị Nhi? Dù chị Nhi á. Mình không có mới gì mình quan tâm. Chị Nhi. Mình thấy chị lên chị khóc lóc gì lắm mà. Khóc hả? Ừ. Khóc là ấm ức thì do chị Lily thôi. Mình không có biết gì chị Lily hết trơn mà chị Lily cứ cà khịa mình hoài. Chị Lily cứ kiếm mối với mình hoài à. Mình thì ngày nào cũng đi kiếm ăn hết trơn á, còn chị kiếm mối. Mà tôi cũng không biết nói gì hơn. Coi như là mình không có thì mình không sợ thôi. Như là ai muốn đưa mình đi test hay là làm cái gì đó thì cứ việc. Mình không có sợ, để mình đâu có làm đâu mà mình sợ. Còn ai đó có làm thì tự người đó sợ. Mà cái rau này hái bán chai đây, thấy con chút xíu bán gì? Trời ơi, thì mọc ra nhiêu thì hái được nhiêu, hồi đi hái nữa. Vậy ra, dành dùm vậy đó hả? Hái chỗ ít ít vậy đó. Bây giờ không có đi ra ngoài ra chợ kiếm tiền nữa rồi khó khăn nhiều không? Đâu có, dẫn đi. Đi bằng cái gì? Đi xin ôm. Là khó khăn là khó khăn vậy đó. Nhầm khi đi xin đủ cho tiền xe ôm rồi nhầm khi xin cái đầu đủ tiền thuốc. Cái thiếu tiền nào không cho ôm lại. Rồi ông Kiệt, nhà làm gì? Không hả? Đợi về thì cơm, nấu nước, làm đồ ăn. Còn làm đồ ăn xong thì mình nấu đồ ăn. Chứ bây giờ đâu có giao cho ông làm đâu. Ông giao cho ông làm, ông cho tôi ăn bột ngọt không à. Sao nhiều khi mà chị đi hái rau bắt ốc mò cua này ổng kêu ổng đi theo mà chị cứ đi nên sao vậy? Nói chung ổng hái tôi không có dễ. Thích mình nên á, tự làm á. Cho ổng nội trợ đi. Ổng hái rồi xong cái giặt khăn giặt khú rồi bán được cho ai. Nãy giờ ổng đi hái kìa, ổng hái đó. Đó, hái bông về tặng bà kìa. Tặng. Ừ, đúng rồi, dạ đi. Đằng kia anh. Đó, mắm ngon á. Đó, bây giờ anh Kiệt là đang nhìn vô là chị Nhi là thấy cái áo trắng là anh Kiệt là thấy quải rồi đó nghe. Quải chà đậu rồi. Anh quải chà đậu lắm rồi đó. Sao nãy không lựa cái áo khác mà mặc cái áo này đi. Dính gông rồi. Mặt mà nhìn thấy tóc Nhi bạc rồi ta. Già rồi. Tiêu rồi đó nghe. Tiêu rồi nghe. Trời ơi, già rồi chứ còn nít đâu. Chưa còn định nha Nhi. Cái phần năm nay 5 tuổi mà. Cái phần cũng đừng nói 5 tuổi. Nó tới là nó tới à. Đúng rồi. Trách được ha, đâu có đổ được ha. Trời ơi, nó tới là nó tới à. Ai cũng có cái Dạ chị Nhi suy nghĩ coi có cái chuyện gì tới nữa không. Không biết nữa. Nếu mà biết trước làm giàu hết rồi. Đừng nói mày quay tao hoài, chuyện thấy hoài nữa à. Mệt ha nghe Nhi. Mày nghĩ quay à, nghĩ có chuyện hả? Chắc vậy đó. Mày nghĩ quay là nghĩ có chuyện đó. Thôi em quay chia sẻ cho khán giả xem thôi. Xem để rất vui thôi. Là để chỉ là mang tính chất giải trí thôi. Chứ không có cái gì hết. Anh Kiệt này ngộ ha, sáng giờ thấy là ổng là hai cái túi ổng phọc ra ngoài hoài luôn để cho người ta thấy không có hay sao á. Hết pin rồi. Lắc đầu. Sống vậy thấy mình có tuổi thân gì buồn buồn thôi chứ tuổi thân làm khỉ làm chi trời mắc mớ gì buồn bà buồn như ấy nó cũng giống hệt nha buồn
xuất phát từ suy nghĩ thôi. Mình thua kém người ta do cái số mình không may. Nói chung ra cha mẹ giàu sang thì con nó thoải mái. Cha mẹ mà nghèo khó thì con nó cơ hàn, vậy thôi. Ủa cái đó là giống như chị đang trách vậy? Không có trách, đó là do cái số của mình thôi. Trách cha mẹ. Sao trách cha mẹ được? Ai biết. Vậy? Cái câu đó phải nói cho rõ ràng đúng không? À, mình cứ nói là như là người ta được sinh ra từ con nhà giàu, được ăn học đàng hoàng. Cái đó gọi là cái cuộc sống của người ta lúc nào cũng được được tươi. Tươi như hoa ha. Tươi như bó rau muống ha vậy. Như đó chị học được tới lớp mấy? Lớp 3. Mai biết đọc chữ không? Biết. Mày ta. Biết viết vậy? Biết ký tên à? Ồ. Biết ký tên không biết cái. Khi mà chị nhìn vô chị biết đọc không? Biết. Biết cao kê đâu? Biết cao kê không? Vậy là cũng có đọc bình luận này kia cày cày đúng không? Có, đọc mới biết. À. Nhưng mà bây giờ ít đọc lắm. Ờ à, sao? Vì lý do vậy chị? Tại vì mình càng đọc thì mình thấy bản thân của mình. Vì là 100 cái bình luận là 99 cái bình luận ấy rồi ha. Đúng rồi. Rồi không muốn đọc nữa chứ gì? Thật sự là không muốn đọc nữa. Nhằm khi lướt qua nhìn thấy những cái câu nào mà thấy tốt cho mình đó, thì mình nghe và mình... Thả tim không? Hử? Thả tim liền không? Có, để chơi thích. À. Nhấp vô gì đó. Xong rồi mình xài điện thoại cũng rành như người ta. À. Thì mình thấy sao thì mình nhấp nhấp đại vậy thôi. À, chị Nhi không có rành ha, chỉ lướt lướt à, thả tim bài bả này kia thôi ha. Thả tim thì... Có thằng chồng tôi thả. Phải không? Chồng tôi thả vô lắm à. Hay là chồng mà bật mít lên làm lý lẽ. Ông chạy máy. Như chơi tiếng ta ta. Hả? Có chơi tiếng ta. Có bữa nào buồn buồn lên chơi miếng không? Nghe nói hình như là anh Kiều là có tạo một cái tấp tấp đúng không chị? Tấp tấp gì ba? Tấp tấp gì đó? Tấp tấp. Là vậy. Tấp tấp. Là cái gì? Là mà những cái clip ngắn anh chơi tấp tấp gì đó. À tấp tấp đó. Có không chị? Tấp tấp cái gì? Là mấy cái clip ngắn đó, nói gì ổng dở ta. Tấp tấp biết đâu. À mấy cái khúc mà anh quay mà ở trong đó đó. Ghép nhạc rồi đó hả? Ừ. Nó là tấp tấp đó. Ừ, ghép nhạc là hiệu ứng này kia đó. Biết không? Ngờ luôn rồi. Tính đâu đẹp trai chứ à, mặc đồ gọn gàng chứ à. Tóc anh kiện chị Nhi hết đó hả? Ừ. Nào để cho ổng hấp mà lại đây. Thưa bà, sao bà quất ổng cái gì mà cả đốm không vậy? Có sạc hả? À, có đốm mà. Không kêu cắt mở cắt tè 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 vậy. Ai biểu lì? Cái này là chị phải sửa lại nè. Nghĩ sửa, để vậy đó. Ừ. Còn không là bữa nào. Không à, bữa nào kìa chị Nhi nè, thấy cũng nó cũng dài lắm mà nè, đưa cho anh Kiệt đi làm lại giống ổng như đó cho đẹp. Phụ nữ là cái nát ta. Gì? Đây phụ nữ để cầm móc sau rồi coi. Đó, ghé chơi hay chồng tôi chơi. À. Chờ tới tính ra mà giờ là chị Nhi này kia thấy bẻ cái muốn chuyên nghiệp phải không, nó so cho bằng này kia mà nó. Ủa bà đi xuống dưới bà ủi sình hay gì sao mặt mày đắt không vậy? À, ngậm con dẹm lên. Ờ à. Ông ơi, nói nghe nè, bà vừa nói cái vụ mà ngậm con dẹm, ông nhìn bà lâm lâm ông cười miễn chi vậy? Nó ông cười miễn chi đó ha. Nó giờ ông đang suy nghĩ điều gì đó rồi đó. Suy nghĩ về nước Mỹ. Ừ. Ông đang suy nghĩ những thứ kia hay gì đâu. Không biết đâu hên ra lụm được cái bọc bịch dây thun này nè. Ủa vậy hả? Ở dưới luôn á hả? Đâu có, ở trên đường lộ. À, trên đường lộ ha. À, chị Nhi là mình lụm ha. Ừ. Một bó gì là Nhi bán nhiêu? 5 ngàn.
quỷ thì tới nãy đưa tao đi bôi nhỏ không ta. Bậy, tào lao hoài. Rồi cái này chừng nào mình đi mới đem đi. Mời, ra mình ngâm cho nó tươi cái đã. Bây giờ bẻ lên. Để tới ngày mai mới giao. Ừ. Thôi chứ. Sao thời gian lâu dữ vậy? Ừ, hồi còn lấy nơi đi bẻ nữa hả? Ồ. Có nhiêu đây ra rồi. Rồi cái chỗ này chừng nào dẹp chi Nhi? Chút dẹp liền rồi. Cô chú anh chị người ta thấy gì là không được á. Đúng rồi. Ừ. Tôi thấy còn không được nữa, ai thấy được. Ừ, là ông Kiệt ông nói là chị Nhi là đem ra đó. Ủa, vậy luôn hả? Ừ. Bữa nay ông Kiệt nói chính xác ta. Tôi đem ra tôi rửa đó, rồi thấy nước rồng quá, tôi tranh tôi nhớ chật lại đi mò dẹm với hến. Rồi tôi phóng xuống luôn. Rồi tôi quên. Rồi anh Kiệt đâu rồi? Rồi ông mới ngoài này đâu nữa không? Đi từ rồi. Rồi ông đi vô đó nữa hả? Vô chổng làm gì á không? Mai cái gì đó. Vậy hả? Ừ. Okay. Cái cuốn đó mình nấu canh hả chị Nhi? Có phơi ra. Kìa, cái phơi đó kìa. Ra làm dưa. Cái gì? Mình phơi này ra mình làm dưa hả? Ừ. Đâu bữa nay chị Nhi là chia sẻ cái công thức mà mình làm dưa kìa chị Nhi. Là mình cái này nè. Rồi chị Nhi sẽ bỏ cái gì vô? Muối. Muối, rồi gì nữa? Muối là mình đem đi phơi khô. À, để tí muối rồi mình đem đi phơi khô ha. Rồi sau đó làm gì nữa? Nó khô rồi cái mình đem vô bỏ vô hũ. À. Vậy gỏi hả? Chưa. Muốn ăn nhanh nữa thì làm đấy. Ừ. Chưa đâu, cái này là mới học lớp thôi. À. Chứ chưa có rành. À. À, cũng có rất nhiều cô chú anh chị á vô là nói á là cái trình nấu ăn của chị Nhi với anh Kiệt á nó còn hấp dẫn hơn bên ắn nữa. À, chị Nhi có công nhận điều đó không? Có biết cái gì đâu mà công nhận. Mô Phật ơi, mô Phật ơi, mô Phật. Rồi bắt ra. Ừ. Cái đó là chị Nhi đi lấy được đó hả? Hả? Ở cái đó mình ấy ở đâu? Cá đó. Ruộng. Ruộng hả? Ồ, hay ta. Anh đang có nấu cho em uống mấy anh? Em uống nước cho em đâu có uống con cá đâu. Trời trời. Ồ, chị Nhi uống nước yến ha. Ồ. Ồ. Hút dữ ta. Lấy cục đá không kìa. Rồi Kiệt lấy ra cục đá luôn nghe. Ừ. Nó mô bằng cục đá. Trắng đồng luôn, cái này ông xã đưa cho cái gì? Lon nước. Lon nước chứ để đá vừa không? Hồi nãy đập ra. Hồi nãy cô uống nước lạnh có ướp lạnh chưa? Nhi thường ngày uống gì không đó hả Nhi? Ừ. Trời dữ trời. Có cái ống hút kia nữa. Mà chó nó tha đi mất rồi. Cún hả? Ừ. Ôi ôi trời chừng quá. Nhất chừng quá đây mấy đứa. Kêu kìa kìa. Massage cho. Kêu anh kìa kìa, anh kìa kìa này kia. Ổng gõ nhẹ nhẹ cho. Đó. Đem qua đây anh. Đem qua đây em làm cho. Em đây đem đập chứ. Em ấy cho không đập không được. Được không? Được. Làm đi, đập gì tàu lao. Kêu đi. Đem qua đây em nện cho anh. Em đá gà hả? Ờ. Rồi công chuyện luôn. Ờ, anh Kiệt bây giờ đang lấy đá để vô lon cho chị Nhi uống nha cả nhà. Để qua đây em nện đây. Nện cái nữa hả? Ừ. Đang làm gì anh Kiệt? Em đá. À, để vô cho nó lành lạnh chị Nhi uống ha. Ờ, ta để cục. Ừ. Được không? Nét vừa không? Ồ, ồ, ồ. 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 Không hút đâu nghe, không có hút làm được à. Thấy anh Kiệt này kia là cũng chịu chị Nhi lắm chứ bộ. Ừ. Để vô kìa. Ồ. Ừ. Ừ. Ừ.
thấy anh Kiệt này kia là lúc nào cũng chị Nhi nói tiếng cái là anh Kiệt làm liền ha. Xong chưa? Xong chưa? Ở đây ca. Để đá không lâu nữa. Để đá không lâu nữa. Để con hút nghe. Con hút mới kéo được á. Không có hút nước kéo không lên đó nha. À, vô nè. À. Bơm nước, bơm nước chạy chờ hết trơn vậy. Thường giờ lắm nha. Được rồi. Ông muốn biết cái đô của tôi. Biết hả? Dạ. Cái đô nước của tôi là cực à. Ồ, đô mạnh đó kìa. À dạ, chị đem ra kìa đầy luôn kìa. Cảm ơn chồng yêu. Ồ. Ngon chị. Lạnh lạnh đã ha. Ồ. Lắc kêu luôn. Lắc kêu lắc kêu. Nhiều quá ta.